Đối với một người chơi nhạc cụ thì tung nơ điều chỉnh dây đàn rất là quan trọng. Bởi vậy nên hôm nay Hoàng Bảo Khoa sẽ gửi đến mọi người một sản phẩm đến từ thương hiệu TC Electronic, đó chính là Polytune Banoier. Cùng mình tìm hiểu em ấy nhé. Polytune Banoier là tung nơ điều chỉnh dây đàn đa năng với lớp sơn tĩnh điện màu đen kết hợp cùng những chi tiết bạc, giúp cho sản phẩm trở nên nhẹ nhàng và cổ điển. Không chỉ có thiết kế đẹp mắt, Polytune Banoier còn được khách hàng tin dùng bởi những tính năng tuyệt vời. Đầu tiên là chế độ điều chỉnh đa âm sắc. Chế độ này cho phép bạn điều chỉnh cùng lúc 6 dây đàn. Bạn chỉ cần đánh đàn và tuner sẽ hiển thị các dây đàn đã được điều chỉnh và những dây đàn cần được điều chỉnh. Tiếp theo là chế độ điều chỉnh theo chương trình, cho phép chỉnh từng dây đàn một cách riêng lẻ với độ lệch 0.02 cm, giúp bạn đảm bảo dây đàn của mình luôn trong trạng thái hoàn hảo. Bộ điểm Bonify tích hợp giúp kiểm soát tín hiệu được truyền tải rõ ràng và mạnh mẽ. Ngoài ra, Polytune Banoier còn một chức năng đặc biệt, đó là chế độ luôn bật. Chế độ này cho phép bạn giữ tuner luôn hoạt động để kiểm tra dây đàn của mình một cách liên tục, đảm bảo chúng luôn trong trạng thái hoàn hảo. Điều này cực kỳ hữu ích khi bạn biểu diễn hoặc thu âm. Polytune Banoier là sản phẩm có nhiều tính năng tiên tiến với chất lượng âm thanh cao. Đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ người chơi guitar nào đang tìm giải pháp tối ưu cho việc điều chỉnh dây đàn của mình. Hoàng Bảo Khoa là một trang e-com uy tín trong ngành rồ sao Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn và mua sắm các sản phẩm chính hãng với nhiều hình thức thanh toán, bao gồm cả trả góp 0% lãi suất. Còn đợi gì mà không nhanh tay bỏ vào giỏ hàng mình những sản phẩm mà bạn ưng ý nào?